Có ai xem thấy tôi chưa? Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Có ai xem thấy tôi chưa? Trả lời dùm xem nói nghe có rõ không? Âm thanh có rõ không? Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Có một người xem rồi nhé. Rồi xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chào anh Lý Hoàng ở Biên Hòa. Chào, con kính chào cha Phaolô Lộc. Hôm nay con lại được giấy mời đây. Giấy mời này là của bên Sở Thông tin và Truyền thông. Thế thì tôi hôm nay đi lên trên Sở Thông tin và Truyền thông, tôi đoán là sẽ bị phạt theo cái luật an ninh mạng. Bởi vì hôm nọ làm việc với công an 5 buổi rồi. Bây giờ Sở Thông tin và Truyền thông khu chung cư B1 đường Nguyễn Ái Quốc. Thế thì tôi cũng báo cáo với các đồng chí là tôi đến đúng giờ nha, đúng 9 giờ rồi. Bây giờ là chung cư B1 đây, chung cư B1. Chung cư B1 đây nha, tôi đã đến rồi. Chung cư B1 đường Nguyễn Ái Quốc. Đây là chung cư B1 đường Nguyễn Ái Quốc. Tôi đã đến chung cư B1 đường Nguyễn Ái Quốc rồi, báo cáo các đồng chí tôi đến với chung cư. Chung cư này nó cao 13 tầng. Tôi đếm là chung cư B1 cao 13 tầng thì tôi nghĩ tới là ông Thứ trưởng Lê Hải An. Ông ấy nhảy lầu có 8 tầng rồi, cũng chìm xuồng luôn. Rồi thầy giáo Bùi Đình Tín là phó hiệu trưởng trường đại học ngân hàng thì nhảy lầu chung cư 13 tầng đúng bằng chung cư B1 này. Nên tôi cũng thấy sợ nên tôi phải live stream trước. Và tôi đã chấp nhận dán đăng keo này là theo luật an ninh mạng là mình phải im lặng ấy. Nhưng mà các đồng chí cứ mời tôi đó là tôi lại phải live stream. Tôi báo cáo là hôm nay tôi không có nhảy lầu, hôm nay tôi không có cánh gì hết á. Nên tôi không có xài cánh gì hết nên tôi không có nhảy lầu đâu nhé. Lầu này là 13 tầng nhưng mà tôi không nhảy lầu, bởi vì nhảy lầu thì cũng là chìm xuồng thôi. Thế cho nên đó là mình không có nhảy lầu làm gì đâu. Tôi cũng không có mặc quần thun. Tôi cũng không có mang theo dao dọc giấy, không có ý là tự sát, không có ý là nhảy lầu. Bởi vì nhảy lầu thì cũng chìm xuồng thôi. Cho nên là tôi thấy rằng là người ta cứ bảo là ông chủ lò là anh Minh, là tổng tịch anh Minh, ông Nguyễn Phú Trọng là chủ lò vĩ đại là anh Minh. Thì tôi thấy qua sự kiện thầy Lê Hải An với lại nhảy lầu 8 và thầy Bùi Quang Tín á, thì tôi không có tin là anh Minh nhá. Tôi không có tin là ông chủ lò vĩ đại là anh Minh đâu. Tôi tin là đa số là các đảng viên hay là đa số những người tham nhũng đều là đảng viên, 100% là như vậy. Chứ còn bây giờ là các ông cứ đốt lò toàn là những người đó thì tất nhiên là cũng phạm tội, nhưng mà các ông đốt lò rồi đốt mấy người mà tình báo Hoa Nam á. Ở Việt Nam có hàng trăm tình báo Hoa Nam, như là ông tướng công an Trương Giang Long ông nói á, ở Việt Nam có 100 hàng trăm mà nhiều trăm nữa tình báo Hoa Nam kẻ xấu là len lỏi vào Bộ Chính trị. Thì các ông đốt lò vào những người đó thì tôi với tin là ông chủ tịch là chủ lò vĩ đại là anh Minh. Chứ còn bây giờ qua cái sự kiện ngày hôm qua nữa, ngày hôm cách đây 3-4 ngày thì sự kiện xử Hồ Duy Hải nữa, thì tôi cũng không có tin là anh Minh. Bởi vì 13 tên thẩm phán mà cộng đồng người ta gọi là 13 tên đồ tẻ, 13 tên giết người. Và tôi thì tôi gọi là tên thẩm phán thôi, đứng đầu là Nguyễn Hòa Bình. Còn tôi thì tôi dùng từ là tên thẩm phán, 17 tên thẩm phán chứ. Nhưng mà bây giờ thì người ta trên cộng đồng mạng người ta gọi là 17 tên đồ tể, 17 tên giết người. Có người thì gọi là 17 tên ác thú, có người thì gọi là 17 tên ác quỷ. Thế cho nên đó là sống dưới thời cộng sản độc tài độc đảng thì làm sao mà có công lý được. Thế cho nên là chúng ta là phải tự bảo vệ lấy mình. Nên hôm nay tôi phải live stream trước cái tòa nhà 13 tầng này. Tôi bảo là tôi không có nhảy lầu nhé, tôi không có nhảy lầu đâu. Các đồng chí đừng có xúi tôi nhảy lầu nhé. Tôi nói trước cho cộng đồng biết là tôi không có nhảy lầu, mặc dù tòa nhà này đủ độ cao nhé. 13 tầng đây, 13 tầng đây. 13 tầng đó. Đấy, cho nên là đồng chí
Hôm nay đó là tôi nói là tôi ngoan rồi, hôm nay tôi ngoan rồi. Hôm trước tôi nói với các đồng chí là tôi cũng ngoan rồi. Tôi cứ bảo là Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Quốc, Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Quốc, tôi ngoan rồi, tôi không có nói gì hết á. À, các đồng chí bảo là con gà là con vịt, à, tôi cũng ok luôn. Mà có bảo là con, có bảo là con bò là lãnh đạo, tôi cũng ok, không có sao hết á. Rồi các đồng chí mà có bảo là ông Lú làm chủ tịch nước, tôi cũng ok luôn. Tại tôi đâu có được quyền bầu cử đâu. Mấy cái dân trí thức Hà Nội nó bảo là ông Lú làm chủ tịch nước, nó còn gọi ông là ông Trọng Lú, tôi thì tôi không dám gọi, nhưng mà tôi mấy người trí thức á, người ta gọi như vậy. Rồi người ta có bảo là ông Niễn làm chủ tịch nước, tôi cũng ok là không có sao hết á. Tôi không có được bầu cử, 45 năm rồi tôi không được bầu cử, nhưng mà tôi đồng ý hết. Nói chung là tôi đồng ý hết. Còn hôm nay á, là các đồng chí bảo tôi phạm tội á, thì tôi không đồng ý thôi. Còn luật an ninh mạng các đồng chí bịt miệng tôi á, thì tôi cũng ok luôn. Tại vì tính từ 30/4 đến giờ là người Việt Nam mình bị mất nhân quyền rồi. Tính từ 30/4 năm 75 đến giờ là người Việt Nam mình mất quyền tự do ngôn luận, mất luôn cái quyền tự do tôn giáo luôn. À, coi như là các đức giám mục mà muốn lên chức giám mục là để phải Cộng sản nó duyệt xét hết, bọn vô thần nó duyệt hết. Thế cho nên là mất quyền tự do ngôn luận, mất quyền tự do tôn giáo luôn. Thế thì tôi với nhớ tới con gà ăn vịt, tôi kể lại chuyện con gà ăn vịt. Đấy, chuyện này nó lâu rồi. Bây giờ tôi kể lại cho anh chị ăn cho nó vui thôi. Chứ còn bây giờ... Thế thì tôi kể câu chuyện này, tựa đề là con gà ăn vịt. Trong một ngày lễ tốt nghiệp khóa học viện chính trị á, thì lễ tốt nghiệp xong thì bắt đầu với tổ chức thi học sinh giỏi. Thì ban giám khảo mới cầm một cái con vật như này. Ban giám khảo nói ai mà trả lời đúng con này là con gì thì sẽ được giải thưởng. Thế thì gọi thí sinh thứ nhất lên. Ban giám khảo hỏi là cái con này là con gì. Đảng mà đã bảo con này là con vịt rồi thì thí sinh bảo con này là con gì. Thì thí sinh đầu tiên nó thật thà nên bảo là con này là con gà. Thế là ban giám khảo bảo rớt không được. Đảng đã bảo con này là con vịt thì đồng chí phải nói con này là con vịt, không được nói con gà là rớt. Thế là gọi thí sinh thứ hai lên. Thí sinh thứ hai lên, kinh nghiệm rồi nên hỏi thí sinh thứ hai, thế con này là con gì? Thì đồng chí thí sinh thứ hai bảo là con này thì cái mỏ nó thì mỏ nó giống như con vịt. Mà cái màu nó cũng giống giống như con vịt, cái mắt nó cũng giống như con vịt. Thế thì thí sinh thứ hai trả lời là con này là nó giống giống như con vịt. Thì thí sinh thứ hai nói lái lái như vậy thôi. Biết là trả lời con gà là sẽ bị rớt. Thế nhưng mà thí sinh thứ hai là cũng bị rớt luôn. Chỉ được làm bí thư ấp thôi. Bí thư ấp phải bí thư cấp nhỏ đây, hoặc là trưởng ấp thôi, chứ không được đậu. Rồi đến thí sinh thứ ba lên. Thì ban giám khảo hỏi con này là con gì. Đảng đã bảo là con này là con vịt rồi. Thì theo đồng chí bảo con này là con gì. Thế thì thí sinh thứ ba bảo là con này chắc chắn là con vịt rồi, đảng nó bảo con này là con vịt thì tôi sẽ bảo con này là con vịt. Chứ còn chỉ mấy đứa mà phản động nói bảo con này là con gà nhé, mấy đứa là chống đối đảng, chống đối nhà nước mới bảo con này là con gà. Chứ còn đảng nó bảo con này là con vịt rồi thì chắc chắn con này là con vịt. Thế thì ban giám khảo cả hội trường vỗ tay luôn là đồng chí này giỏi, thế là đồng chí này cho làm chánh án tòa án nhân dân tối cao. Cho làm chánh án luôn, tại vì nói đúng con này là con vịt. Chánh án tòa án nhân dân tối cao, do đó là cứ ai mà cứ nói theo đảng á là được làm lớn nhé, được làm bí thư, được làm chánh án tòa án nhân dân tối cao. Chứ còn không có còn lương tâm gì hết á. Cho nên là cái kỳ vừa rồi á, là xử Hồ Duy Hải á, là cả cộng đồng trong nước và ngoài nước đều phẫn nộ vì cái nền tư pháp của Việt Nam mình nó quá là tệ, nó quá là xuống cấp.
Ngay cả những vị thiêng liêng nhất là chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, rồi 16 vị nữa là cái vị quan tòa, là cái vị quyền hạn rất lớn, đúng thì phải đúng, sai là phải sai. Nhưng mà đau khổ cho dân tộc chúng ta là 17 vị đó lại là vị giết người, 17 tên giết người. Sau này mà đất nước có dân chủ, thế cho nên là tôi mới đề nghị, hôm cũng đề nghị rồi, chờ đất nước có dân chủ thì mới đem Hồ Duy Hải ra xử, và phải cho nó nói, cho nó thuyết minh một tiếng đồng hồ luôn. Rồi sau đó thì các luật sư mới phỏng vấn nó, thì mới cho ra ngôn ra khoai. Chứ bây giờ là cứ giấu nó ở trong tù, không cho ai gặp hết, thì làm sao mà biết nó ăn sai được. Lại cứ căn cứ theo lời nhận tội tại hồ sơ xử án, là cứ theo lời nhận tại hồ sơ, chứ còn không có xử theo trước tòa. Phải cho Hồ Duy Hải nó được quyền nói trước tòa xem nó có chối tội không. Nó đã chối tội rất nhiều lần rồi. Rồi cái hướng thứ hai, hôm qua có người nhắc tôi á, là cứ điều tra cái cô án trái cây á, là cô án trái cây cô ấy sẽ cho biết là cái vụ án này là vụ án tình yêu. Cô bán trái cây, cô ấy nói là cô Vân ra mua trái cây á, là nói là người bồ của cô Hồng cho tiền nhiều để ra mua trái cây. Và cô mua bán trái cây, cô ấy nói là đây là vụ án tình yêu, chứ không phải là ghen ghét, chứ không phải là vụ án cướp của giết người. Cho nên là các đồng chí phải xét lại các dấu vân tay, xét lại xem này cái mục án là yêu đương, ghen tuông, chứ không phải là cướp của giết người. Hôm nay thì lên với cái giấy mời đó là tôi đoán trước là vì luật an ninh mạng. Họ bảo tôi luật an ninh mạng, nhưng mà tôi khẳng định với họ là tôi không có nhận tội đâu nhé. Tôi nói đồng chí là tôi không có nhận tội. Tôi là lên tiếng là vì công lý, vì lẽ phải, vì dân tộc. Tôi lên tiếng là vì người khác, chứ không phải lên tiếng là vì tôi. Tôi lên tiếng đấu tranh là vì lẽ phải, vì công lý và vì cho con, cho cháu, cho thế hệ mai sau của chúng tôi. Chứ thế hệ chúng tôi không thể nào mà chấp nhận một cái thể chế độc tài, độc đảng, độc ác. Không thể chấp nhận như vậy. Cái cô Trương Thị Hà hôm 30 tháng 4 cô ấy viết một bài rất là hay. Rồi cô ấy là người phía Bắc, cô ấy là người phía bên kia vĩ tuyến. Mà cô ấy là người trí thức. Và cô ấy nói là cô ấy cũng có vẻ là trách thế hệ cha ông đã để lại cho dân tộc một cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Một hoàn cảnh mất nhân quyền, mất tự do ngôn luận, mất tự do tôn giáo, mất mọi quyền chính trị. Rồi biển thì bị nhiễm độc, rồi rừng thì chặt phá hết. Cô giáo Lam cô ấy cũng là người không phải là người công giáo, nhưng mà cô ấy bảo là đất nước mình ngộ quá, chỉ có những cái tượng đài ngàn tỷ, nhưng mà sinh mạng con người thì nhỏ như cái móng tay, rồi cái bánh chưng thì vô cùng kỳ vĩ. Rồi nên tôi thấy là 30 tháng 4 vừa rồi tôi không dám lên tiếng gì hết á, nhưng mà tôi thấy Trương Thị Hà lên tiếng cũng hay. Mà cái cô Linh Nguyễn á, là cái cô đi du học ở New Zealand và du học ở Mỹ á, thì cô ấy nói cũng hay. Cô ấy nói là New Zealand là cứ hỏi đến bạn cảm giác thế nào, bạn nhận định thế nào về chế độ của Cộng sản thì họ đều sợ hãi hết. Hôm tuần trước tôi cũng cứ hỏi một bà sơ, bà ấy sang bên núi Cúi, bà ấy muốn đi xem đất, bà ấy định mua đất, bà ấy đi nhận thêm các sơ nhỏ để đi tu bên Tây Ban Nha. Thì tôi cũng hỏi là thế sơ có cảm giác thế nào hay là có cảm tưởng thế nào khi sơ đặt chân bước vào một nước được Cộng sản. Thì cái bà sơ Tây Ban Nha, bà ấy là bề trên, bà ấy nói là cảm nhận của con về nước Cộng sản á, là một nước sẽ có nhiều thánh tử đạo. Nước Cộng sản nào cũng có nhiều thánh tử đạo. Mình thấy là những vị tù đầy như là Đức Hồng Y Francisco, Nguyễn Văn Thuận. Còn tôi thì cũng may mắn là chưa có bị đi tù ngày nào, đỡ lắm rồi nhé. Còn nhiều vị linh mục bị tù rất là nhiều rồi. Cảm nhận của người ta là như vậy. Và cảm nhận của cô Linh Nguyễn khi mà cô ấy hỏi những người ở New Zealand là cũng vậy. Họ rất là sợ hãi. Nước Cộng sản nó giống như là Trung Quốc với lại như là Bắc Hàn á. Nên cái cô Trương Thị Hà là cô ấy trách tiền nhân, trách thế hệ cha ông đã để lại một đất nước như vậy. Để lại một đất nước
trả lại nô lệ như vậy. Bây giờ là phải bịt miệng cái này này này, khổ thế. Thế cho nên đó là chúng ta phải đấu tranh lên, phải lên tiếng lên, phải lên tiếng lên. Để cho vì con cháu chúng ta, chứ không phải là vì cá nhân tôi. Chứ nếu mà tôi im lặng là tôi sung sướng rồi. Nhưng mà tôi phải lên tiếng là vì con cháu, vì cái chữ công lý, vì cái lương tâm này. Phải bắt trước cái Hoàng Chí Phong á, nó có lương tâm, nó có cái lương tri. Vì cái lương tri của mình phải lên tiếng. Thế cho nên á, là chúng ta bị mất nhân quyền từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chứ không phải là như ông luật sư Hoàng Duy Hùng, ông ấy ca tụng ngày 30 tháng 4 là ông ấy sai lầm. Rất sai lầm, ông ấy sống ở Mỹ, ông đâu biết. Ông đâu biết Cộng sản là gì, đâu biết Việt Nam là gì đâu. Nên ông ấy ca tụng Cộng sản, bây giờ ông ấy thờ cái cờ đỏ là ông ấy sai lầm. Mà thờ cái cờ đỏ cũng sai lầm nữa. Bây giờ ông lên mạng, ông đánh cái chữ cờ Việt Nam thì thấy toàn là cờ vàng. Tính từ thời chương trách là cờ vàng thôi, đó là với là cờ dân tộc. Chứ còn cái cờ đỏ, tôi hỏi giáo dân á, tôi vừa rồi có hai ba sứ treo cờ như là sứ Thanh Sơn, sứ Bắc Hải. Thì tôi hỏi giáo dân là có nên treo cờ vào ngày 30/4 rồi. Thì anh Di Lê, anh ở Long Khánh, anh bảo là không, cái cờ này là cờ vô thần. Anh Di Lê, anh bảo cờ vô thần không nên treo ở nhà thờ. Và tôi hỏi mấy người ở Thánh Tâm á, thì mấy người Thánh Tâm bảo cái cờ này là cờ gây chia rẽ tôn giáo. Cái cờ này là nó giết 172.000 người trong cải cách ruộng đất. Rồi nó giết nhiều người ở đánh tư sản năm 75. Rồi hàng triệu người phải bỏ nước đi vượt biên. Thế cho nên là cái cờ đấy là cờ không mang lại hạnh phúc cho dân tộc. Anh chị em mà không tin là cứ hỏi mà biết nhá. Cái cờ đó là cứ lên hỏi Duy Ly Sa Phạm mày biết. Hay là hỏi cha Lý, nhà Nguyễn Văn Lý. Chứ tôi không dám nói rồi. Tôi đã lấy con keo tôi bịt miệng rồi. Tôi không dám nói đâu. Nói sợ tội bất công. Rồi sợ các đồng chí bắt rồi phạt tôi. Tôi hôm nay tôi ngoan rồi nha. Nói cái gì tôi nghe hết á. Bây giờ hôm nay tôi gặp các đồng chí thì các đồng chí bảo gì tôi nghe hết á. Bảo con gà là con vịt. Hay là bảo con bò là lãnh đạo cũng được. Hay là bảo ông Lú là chủ tịch nước tôi cũng ok luôn. Bảo Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc. Tôi cứ nói vậy là chắc ăn không có sợ. Thế cho nên là các đồng chí đừng có phạt tôi. Còn mỗi tội bảo tôi nhận tội là tôi không nhận tội chứ. No, không có nhận tội. Tôi không có hận tội. Tôi lên tiếng là vì dân tộc, vì đất nước. Thế thì cái quyền, tôi nói cái quyền tự do ngôn luận nó rất là quan trọng. Bởi vì nó mở mang kiến thức cho người khác. Phải cho người ta nói. Để cho cộng đồng người ta biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là tay phá trái, đâu là tay phải. Bên tôn giáo gọi là mở dậy kẻ mê muội, phải theo quyền tự do ngôn luận. Và tôi thấy có một câu danh ngôn gì đó, cho dù bạn nói sai đi nữa, tôi vẫn bảo vệ quyền nói của bạn. Nghĩa là cái quyền nói của nó rất là thiêng liêng, là quyền con người á, là nhân quyền có ghi á, quyền tự do ngôn luận, phải cho người ta nói. Và tôi cũng nghĩ là cho người ta nói thì nó mới đỡ sinh ra bạo động. Không có dùng súng AK-V40 để bắn nhau. Luật sư Hoàng Duy Hùng thì lại bảo là cái quyền bắn nhau là hợp pháp. Tại vì ông Diệp ông không chịu tổng tuyển cử. Nhưng mà trong cái tuyên ngôn, trong cái hiệp định Geneva năm 54 là chỉ có cho nói chuyện với nhau bằng ngôn luận, bằng hoàn thảo thôi. Mà hiệp định Ba Lê cũng vậy, chứ không có quyền dùng súng. Không có quyền dùng súng AK-40. Phải cho người ta nói, người ta dùng cây bút, phải cho tự do viết, tự do ngôn luận. Chứ còn không có cho tự do dùng AK-40, không chơi cái đó. Thế cho nên là luật sư Hoàng Duy Hùng là một luật sư bưng bô cho Cộng sản, bưng bô cho bên thắng cuộc. Rất là nguy hiểm. Bây giờ theo khoa học nó nói là cái bệnh Covid này là nó lây truyền qua cái đường phân người đó. Thế cho nên là luật sư Hoàng Duy Hùng với lại ông Nguyễn Ngọc Ngạn là phải đi xét nghiệm lại đi. Chứ tôi thấy là rất là nguy hiểm. Nói theo khoa học là cái bệnh Covid-19 là lây truyền qua phân người. Thế cho nên là ai bung bô cho Cộng sản là phải lo đi mà xét nghiệm đi. Chứ còn nó lây qua phân. Luật sư nên đi xét nghiệm. Tôi nghĩ chắc 100% là không, 100% là không dương tính thì cũng âm tính. 100% không dương tính thì cũng âm tính, mà không âm tính thì cũng dương tính. Nên tôi đề nghị luật sư Hoàng Duy Hùng phải đi xét nghiệm lại đi, chứ đừng có bưng bô cho bên thắng cuộc. Mình phải bưng vực công lý, bưng vực lẽ phải, bưng vực cái cờ của dân tộc.
Tôi thấy ông Diệm, ông ấy bênh vực dân tộc từ đời các vua đến giờ. Và ông Thiệu, ông cũng bênh vực cả dân tộc. Còn tôi thì tôi cũng bênh vực cả dân tộc. Chứ tôi không có bênh vực cái cờ mới này. Cái cờ người ta gọi là cờ Phúc Kiến này. Nó giống cờ Phúc Kiến lắm. Thế cho nên là mình đừng có bênh vực cái cờ máu. Đừng có bênh vực cái cờ vô thần. Mình phải bênh vực chính nghĩa. Bênh vực lẽ phải. Thế cho nên là tôi thấy là hôm nay tôi cũng buồn về cái luật an ninh mạng. Và cũng buồn về cái từ quyền tự do ngôn luận. Và cũng cảm thấy buồn về cái thể chế công lý, cái thể chế ngành tư pháp Việt Nam. Nó quá là tồi tệ. 17 tên thẩm phán mà bây giờ người ta gọi là 17 tên đồ tể giết người. 17 tên giết người, 17 tên ác thú, 17 tên cầm thú. Tôi thấy dân chúng họ gọi như vậy là tôi rất là buồn. Rồi dân chúng nó gọi ông chủ tịch nước là ông Trọng Lú. Tôi cũng rất là buồn, mặc dù tôi chưa có bầu cử cho ông bao giờ hết. Tôi chưa được đi bầu cử 43, 45 năm rồi. Tôi bầu cử Việt Nam chỉ là đóng phim, đóng kịch thôi. Thế cho nên là mình rất là thiệt thòi, dân tộc Việt Nam mình. Đúng là cô Trương Thị Hà, cô ấy trách tiền nhân. Có lần cô Trần Kiều Ngọc, cô ấy cũng trách tiền nhân. Nên thành thử ra tôi thật cũng cảm thấy là mình cũng phải, cũng cảm thấy là họ có lý. Chứ còn bây giờ mình phải lên tiếng để cho thế hệ con cháu của mình nó được hưởng. Thôi thì bây giờ đến giờ tôi vô rồi thì bây giờ tôi tóm lại là hôm nay tôi chỉ nói đến cái quyền tự do ngôn luận. Đề nghị các đồng chí phải tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận. Xin cảm ơn anh chị em đã xem, xin anh chị em chia sẻ. Để chúng ta phải lên tiếng bênh vực quyền tự do ngôn luận thì đất nước nó mới tiến bộ được. Phải có cái sự đấu đá, phải có cái sự đấu nhau nó thăng tiến lên. Xin chào anh chị em, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúc lành cho những người đã xem video này và chia sẻ video này.